Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình Bác sĩ của bạn trên sóng KRT. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh giao mùa ở trẻ luôn gây ra nhiều vấn đề phức tạp. Thời tiết giao mùa thu đông tạo điều kiện cho các vi khuẩn, virus gây bệnh sinh sôi phát triển mạnh mẽ và lây lan nhanh trong cộng đồng. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh và gặp biến chứng nặng. Trong các bệnh giao mùa thường gặp ở trẻ có bệnh sốt xuất huyết, và từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum ghi nhận hơn 200 trường hợp mắc sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm ngoái thì số ca mắc sốt xuất huyết giảm, tuy nhiên những tháng gần đây số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Kon Tum tăng mạnh, và riêng trong tháng 8 thì trên địa bàn tỉnh ghi nhận 30 ổ dịch mới sốt xuất huyết với gần 100 ca mắc. Do vậy, chủ động phòng chống sốt xuất huyết là việc làm rất cần thiết, và nhất là phòng chống sốt xuất huyết ở trẻ em. Và nhằm giúp cho cha mẹ và những người chăm sóc trẻ nhận biết triệu chứng mắc sốt xuất huyết cũng như là biết cách chăm sóc trẻ nếu không may trẻ bị mắc sốt xuất huyết, thì trong chương trình Bác sĩ của bạn ngày hôm nay, bác sĩ Trần Lê Thúy Hậu, công tác tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sẽ tư vấn về cách phát hiện và xử lý kịp thời khi trẻ bị sốt xuất huyết. Và xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Trần Lê Thúy Hậu, công tác tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sẽ là người đồng hành cùng với chúng ta trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay. Và trước khi trao đổi với bác sĩ Hậu thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngay sau đây. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do muỗi vằn truyền virus dengue từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Bệnh xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa. Bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn. Từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 87.700 trường hợp mắc, 24 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Dự báo thời gian tới, vào cao điểm mùa mưa nên số ca mắc tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là các hoạt động diệt muỗi, diệt loang quang tại các địa phương. Vâng, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các bệnh viện nhi tuyến trung ương ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng do không được phát hiện và đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Vậy bác sĩ Hậu có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là khi trẻ em mắc sốt xuất huyết thì có những cái biểu hiện như thế nào được không ạ? Khi mà trẻ mắc sốt xuất huyết thì trẻ sẽ có những cái biểu hiện như là sốt cao liên tục, đột ngột, nhức đầu, chán ăn, buồn nôn. Trẻ thường sẽ có những cái chấm xuất huyết hoặc là chảy máu mũi, chảy máu chân răng, có thể những triệu chứng của nhiễm siêu vi như là ho nhẹ, đau họng, nôn ói, đi cầu lỏng. Ở những cái giai đoạn nặng của bệnh thì trẻ sẽ lừ đừ, mệt mỏi và đau bụng nhiều. Vâng ạ, sốt xuất huyết là bệnh phổ biến và hầu như năm nào cũng xảy ra. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần biết một số biểu hiện của sốt xuất huyết ở trẻ em như bác sĩ Hậu vừa chia sẻ để kịp thời phát hiện và đưa trẻ đến khám và điều trị để tránh những cái biến chứng nghiêm trọng ạ. Thưa bác sĩ Hậu, sốt xuất huyết là một trong những căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm như thế nào được không ạ? Dạ. Sốt xuất huyết thì rất là nguy hiểm nếu như chúng ta không phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Sốt xuất huyết có thể gây sốc kéo dài hoặc là tái sốc nhiều lần, làm cho suy đa tạng và dễ gây tử vong. Có thể suy hô hấp do tràn dịch màng phổi, sốt xuất huyết thể não, nhiễm toan chuyển hóa. Có thể xuất huyết tiêu hóa do chảy máu nhiều và tiểu cầu giảm mạnh. Ngoài ra thì còn có thể là xuất huyết phổi, xuất huyết não, xuất huyết ổ bụng. Một số thì cái biến chứng mà ít gặp hơn đó là cái vấn đề quá tải dịch do bệnh nhân tự ý truyền dịch không đúng chỉ định. Vâng ạ. Trong thời gian gần đây thì các phương tiện truyền thông cũng liên tục đưa tin về tình hình dịch sốt xuất huyết tại một số tỉnh thành trên cả nước đang diễn biến phức tạp. Điển hình như tại Gia Lai, tỉnh giáp ranh với tỉnh Kon Tum đã ghi nhận hơn 3.100 ca mắc. Thế nhưng nhiều bệnh nhân đã chủ quan không đi khám mà tự điều trị tại nhà, dẫn đến bệnh chuyển biến nặng. Bác sĩ cho biết là những đối tượng nào có nguy cơ biến chứng ạ? Ở trẻ em thì rất là dễ mắc các biến chứng của sốt xuất huyết, đặc biệt đó là những trẻ có cơ địa thừa cân, béo phì, trẻ nhũ nhi, hoặc là trẻ mắc các bệnh mãn tính như là bệnh thận, bệnh tim, hen suyễn hay là bệnh thiếu máu tan máu bẩm sinh.
Vâng, như bác sĩ vừa chia sẻ thì sốt xuất huyết có thể gây ra rất là nhiều biến chứng phải không ạ? Thưa bác sĩ, thông thường sốt xuất huyết ở trẻ em diễn biến qua những giai đoạn nào và khi nào thì trở nặng ạ? Cũng giống như ở người lớn thì sốt xuất huyết ở trẻ em cũng diễn tiến qua 3 giai đoạn. Giai đoạn sốt ở 3 ngày đầu, giai đoạn nguy hiểm thường ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh và giai đoạn hồi phục là ngày thứ 7 đến ngày thứ 10 của bệnh. Nếu như trẻ bước vào giai đoạn nguy hiểm là thường từ ngày thứ 3 của bệnh, kèm theo các cái dấu hiệu cảnh báo như là trẻ lừ đừ, ly bì, nôn ói nhiều, xuất huyết dưới da, chảy máu răng, chảy máu mũi, có thể chảy máu tiêu hóa, trẻ đau bụng nhiều và vật vã ly bì thì đó là những cái dấu hiệu nặng của bệnh. Vâng ạ. So với người lớn thì trẻ em là đối tượng dễ bị sốt xuất huyết hơn. Vậy thì bác sĩ Hậu có thể giải thích là vì sao mà trẻ em dễ mắc sốt xuất huyết hơn người lớn ạ? Ở trẻ em thì chính là cái đối tượng mà dễ bị muỗi tấn công nhất, bởi vì cái bản tính hiếu động và ham chơi thì thường chọn ở những cái nơi tối, đó là cái nơi mà muỗi nó hoạt động. Bên cạnh đó thì cái thân nhiệt và cái nhịp thở của trẻ nó tăng cao hơn, dễ ra mồ hôi hơn nên là muỗi nó dễ phát hiện và đốt trẻ. Ngoài ra thì khi mà trẻ bị muỗi đốt đó thì cái hệ miễn dịch của em bé nó cũng yếu hơn người lớn cho nên là dễ mắc bệnh hơn ạ. Vâng, như bác sĩ Hậu vừa chia sẻ thì trẻ em là đối tượng dễ bị muỗi tấn công hơn người lớn và nên dễ bị mắc sốt xuất huyết hơn ạ. Như vậy thì để giảm nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em thì chỉ cần phòng tránh muỗi đốt là được phải không thưa bác sĩ? Để phòng bệnh sốt xuất huyết thì chúng ta không chỉ cần là phòng tránh muỗi đốt mà chúng ta cũng cần làm sao đó để cho muỗi không sinh sản. Chúng ta có một số các biện pháp như là ngủ thì phải mắc màn, mặc quần áo sáng màu, áo dài tay, quần dài. Chúng ta có một số các cái chế phẩm mà làm giảm cho muỗi đốt như là các bình xịt muỗi này, các thuốc bôi ở ngoài da. Hiện nay thì có rất là nhiều cái thiết bị hiện đại để bắt muỗi giống như là cái đèn diệt muỗi. Điều quan trọng nữa là chúng ta nên vệ sinh nhà cửa hàng ngày, phát bao bụi rậm, những cái chỗ mà có thể gây tụ động nước. Còn những cái dụng cụ chứa nước như là xô, chậu thì nếu như không sử dụng tốt nhất chúng ta nên úp lại. Còn nếu đang sử dụng thì phải có nắp đậy để tránh tạo cái môi trường cho muỗi sinh sản. Đó là những cái biện pháp mà đơn giản, hiệu quả và rẻ tiền nhất để phòng bệnh sốt xuất huyết. Vâng. Thưa quý vị, như vậy là diệt muỗi, diệt lăng quăng là giải pháp hiệu quả nhất trong phòng bệnh sốt xuất huyết. Và năm nào thì ngành y tế cũng phối hợp với các địa phương vận động nhân dân phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, tổng dọn vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng chống sốt xuất huyết. Và trước khi tiếp tục với phần trao đổi cùng với bác sĩ Hậu thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Thấy con có triệu chứng sốt cao, vợ chồng anh Nguyễn Văn Cường liền đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh. Vì kịp thời phát hiện mắc bệnh sốt xuất huyết nên quá trình điều trị bệnh tương đối thuận lợi, giúp vợ chồng anh giảm bớt lo lắng. Hai ngày trước thì có phát hiện bé là lúc buổi trưa là bé bị sốt, mà cũng sốt tầm bình thường thôi. Đến lúc 9 giờ đêm thì là sốt cao, tầm 2 giờ sáng nữa là sốt đột ngột là cao khoảng 39 độ. Thế là tức tốc đưa bé đến bệnh viện thăm khám ở bệnh viện tỉnh Kon Tum. Đoán bệnh thì bước đầu tiên thì là sốt xuất huyết. Qua bước tiếp theo sàng lọc thì thêm một bệnh nữa là chân tay miệng. Sốt xuất huyết ở trẻ em thường diễn biến rất nhanh và khó xác định. Bệnh có thể đe dọa trực tiếp tới tính mạng của trẻ nếu không can thiệp kịp thời. Thời mà bệnh nhân họ không có biết được mình sốt huyết và họ tới bệnh viện trễ, lúc đó thì sốt huyết đã trở nặng thì thật sự là nó gặp rất nhiều khó khăn cho bệnh nhân cũng như cho là cán bộ y tế. Những cái trường hợp mà sốt xuất nặng đó là một cái cảnh báo, một cái nguy cơ tử vong có. Thông thường cha mẹ rất khó phát hiện triệu chứng sốt xuất huyết ở trẻ em, đặc biệt với những trẻ nhỏ chưa có nhiều hành động cụ thể và rõ ràng để thể hiện sự đau nhức của mình. Chính vì vậy, rất nhiều trường hợp khi con chuyển biến nặng mới đưa đến cơ sở y tế.
Như phóng sự vừa rồi đề cập thì nếu như mà kịp thời phát hiện thì quá trình điều trị bệnh sốt xuất huyết sẽ dễ dàng hơn, và ngược lại nếu như mà không kịp thời phát hiện mà để bệnh tiến triển nặng thì quá trình điều trị sẽ khó khăn và thậm chí là dẫn đến tử vong. Thưa bác sĩ, vậy thì triệu chứng nào giúp nhận biết sớm trẻ bị sốt xuất huyết ạ? Những triệu chứng mà giúp trẻ nhận biết sớm sốt xuất huyết đó là trẻ sốt cao liên tục kèm theo những cái biểu hiện như là nôn ói, đau bụng và có những chấm xuất huyết trên da. Đặc biệt là vào cái thời điểm mùa dịch này là mùa mưa thì bố mẹ cần nghĩ ngay đến bệnh cảnh sốt xuất huyết và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế thăm khám, chẩn đoán, theo dõi trường hợp nào thì có thể điều trị tại nhà và trường hợp nào thì có phải nhập viện và theo dõi. Cảm ơn bác sĩ. Và Thu Hằng nghĩ là những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hậu rất cần được lưu ý ạ. Khi thấy trẻ có một trong những biểu hiện như bác sĩ Hậu vừa chia sẻ thì ngay lập tức phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời ạ. Thưa bác sĩ Hậu, hiện đang là thời điểm giao mùa và trẻ thường mắc các loại bệnh như là sốt phát ban, tay chân miệng, sởi và bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Và thường thì các bệnh này có các cái dấu hiệu như là sốt cao và mệt mỏi. Như vậy thì trẻ bị sốt xuất huyết có thể dễ nhầm với các bệnh khác không thưa bác sĩ? Như chúng ta đã biết thì bệnh sốt xuất huyết với các bệnh như là sốt phát ban, sởi, tay chân miệng hay là nhiễm đường hô hấp thì đều là bệnh do virus gây ra, cho nên nó đều có những cái triệu chứng của nhiễm siêu vi như là sốt cao, mệt mỏi, nôn ói, đau bụng, đi cầu lỏng. Vì vậy khi mà trẻ có biểu hiện sốt mệt mỏi thì cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám và tìm nguyên nhân vì sao em bé sốt. Vâng ạ. Vâng, thật ra nếu như mà không có chuyên môn thì cái việc mà phân biệt sốt xuất huyết với các bệnh khác thì không phải là dễ dàng phải không bác sĩ? Thưa bác sĩ Hậu, trong những ngày qua thì tổ thư ký của chương trình cũng có nhận được rất là nhiều câu hỏi của bạn xem đài gửi về và nhờ bác sĩ Hậu tư vấn về những vấn đề liên quan đến phòng bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em. Và rất nhiều phụ huynh đã đặt câu hỏi như là trẻ nhiễm sốt xuất huyết thì có thể điều trị tại nhà được không? Và khi nào thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế? Và đây là vấn đề được khá nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Và mời bác sĩ Hậu giải đáp cho quý vị khán giả. Nếu mà con của bạn không may bị được chẩn đoán là sốt xuất huyết nhưng bác sĩ có thể cho điều trị tại nhà, thì ở nhà thì bố mẹ cần phải theo dõi các em bé có những cái dấu hiệu sau. Thứ nhất đó là trẻ lừ đừ, ly bì, mệt mỏi, nôn ói nhiều. Đó là nôn nhiều trên 3 lần trong vòng 1 giờ hoặc là trên 5 lần trong vòng 1 buổi. Trẻ tắc chân tay lạnh, vã mồ hôi, tím. Trẻ bỏ ăn, bỏ bú, nằm một chỗ, không chịu chơi, không chịu uống nước. Hoặc là trẻ có những cái biểu hiện xuất huyết dưới da hay là chảy máu như là chảy máu mũi, chảy máu răng, nôn ra máu, đi cầu phân đen, và ở những em bé gái lớn thì có thể là chảy máu âm đạo, thì mình cần phải đưa em bé đến cơ sở y tế ngay và đi theo đúng hệ của bác sĩ. Vâng ạ. Và cũng liên quan đến việc chăm sóc trẻ bị sốt xuất huyết tại nhà thì chị Lê Huyền Trang ở huyện Ngọc Hồi có gửi email về cho chương trình và chị Trang có hỏi như sau ạ. Khi trẻ bị sốt xuất huyết thì chăm sóc trẻ tại nhà như thế nào để trẻ nhanh khỏi bệnh? Mời bác sĩ Hậu trả lời cho chị Huyền Trang ạ. Dạ. Cảm ơn chị Huyền Trang đã gửi câu hỏi. Thì khi trẻ bị sốt xuất huyết mà có được điều trị tại nhà thì đầu tiên là bố mẹ cần phải sắm một cái nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ của trẻ. Nếu như trẻ có sốt trên 38.5 thì mình cho trẻ uống thuốc hạ sốt. An toàn nhất đó là paracetamol với liều lượng 10-15mg trên ký, cách nhau khoảng 4-6 tiếng. Ở những ngày đầu của sốt xuất huyết thì trẻ thường sốt rất là cao, 39-40 độ. Giữa khoảng cách giữa các cử mà uống thuốc hạ sốt á, thì thân nhiệt của trẻ có giảm nhưng mà vẫn còn sốt thì bố mẹ có thể lo mát thêm cho bé. Về vấn đề dinh dưỡng thì bố mẹ có thể cho em ăn những thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu, tránh những cái thực phẩm màu nâu và màu đỏ. Chúng ta cũng khuyến khích trẻ uống nước, có thể là uống nước lọc, nước điện giải, nước trái cây hoặc là ăn canh. Ta nên theo dõi cái màu và cái số lượng nước tiểu của em bé. Bình thường thì khoảng cỡ 3-4 tiếng em bé nó sẽ đi tiểu một lần và nước tiểu màu vàng nhạt hoặc là trong. Nếu như mà trên 6 tiếng em bé nó không đi tiểu, nước tiểu sậm màu, em bé không chịu uống nước, nó ly bì, mệt mỏi, đó là những cái dấu hiệu cô đặc máu của em bé.
Vấn đề tiếp theo đó là về cái tắm rửa, thì chúng ta vẫn nên tắm rửa vệ sinh hàng ngày cho em bé. Chúng ta chỉ tránh là không tắm bằng rượu hoặc bằng chanh, vì đây là những cái chất mà có thể gây mất nước nhanh ở qua da. Về nếu như trời nóng thì chúng ta có thể cho em bé nằm phòng điều hòa, nhưng với cái nhiệt độ là không quá lạnh. Bởi vì khi mà chúng ta nằm ở nhiệt độ mà quá thấp thì sẽ gây co mạch và làm cho cái quá trình mà thoát nhiệt khi em bé sốt nó sẽ làm chậm hơn. Khi con mà có những cái dấu hiệu cảnh báo hoặc là theo lịch hẹn của bác sĩ thì bố mẹ cần phải đưa em bé đi tái khám ngay. Và đặc biệt một điều quan trọng nữa đó là ở nhà chúng ta không tự ý truyền dịch cho em bé, vì chúng ta sẽ dễ bỏ qua những cái dấu hiệu nặng của bệnh, và khi mà truyền dịch không đúng cách thì khi mà em bé bị sốc thì rất là khó mà điều trị cho em bé. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Hậu ạ. Và tiếp theo đây là câu hỏi của chị Hồ Quỳnh Hương ở thị trấn Đắc Tô. Chị Hương có hỏi là đã bị sốt xuất huyết rồi thì có thể bị lại hay không, thưa bác sĩ? Dạ, thưa chị Hương, thì khi mà em bé đã từng bị sốt xuất huyết thì vẫn có thể bị lại. Vì cái nguyên nhân gây bệnh của sốt xuất huyết nó có 4 tuyếp. Năm nay em bé của mình bị ở tuyếp này thì năm sau có thể bị ở tuyếp khác, và những lần sau có thể bị thì nặng hơn so với lần đầu. Do vậy thì sốt xuất huyết có thể mắc nhiều lần ạ. À, như vậy thì nhiễm sốt xuất huyết rồi thì vẫn có thể tái phát bệnh trở lại với tuyếp khác. Do vậy các bậc phụ huynh không nên chủ quan mà phải luôn luôn chủ động phòng tránh bệnh cho trẻ, phải không ạ? Anh Nguyễn Vĩnh Toàn ở phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum có gửi email về cho chương trình nhờ bác sĩ Hậu chỉ cho cách phân biệt sốt phát ban và sốt xuất huyết. Nhờ bác sĩ Hậu tư vấn cho anh Toàn. Thưa anh Toàn, thì giữa hai bệnh sốt xuất huyết và sốt phát ban thì nó đều có biểu hiện là sốt và phát ban. Nhưng ở sốt xuất huyết thì đó là những cái nổi, cái chấm xuất huyết ở trên da. Khi chúng ta ấn căng da thì nó sẽ không biến mất. Còn ở sốt phát ban thì em bé sẽ nổi những cái hồng ban ở thân mình, đầu mạch cổ, và thường nổi ở cái giai đoạn là em bé hết sốt, khỏe mạnh. Và đặc biệt là ở sốt phát ban thì sẽ không có những cái triệu chứng cảnh báo của sốt xuất huyết như là nôn ói, mệt và đau bụng. Vâng. Như bác sĩ Hậu vừa chia sẻ thì phân biệt sốt xuất huyết và sốt phát ban bằng cách để ý kỹ trên da. Sốt xuất huyết thì các chấm đỏ khi ấn vào không mất màu, còn sốt phát ban thì có các nốt hồng và các nốt này thường xuất hiện khi trẻ hết sốt. Anh Toàn cũng như là quý phụ huynh nên lưu ý là dấu hiệu này sẽ kịp thời phát hiện khi trẻ chẳng may bị sốt xuất huyết. Thưa bác sĩ, anh Tô Tuấn Ngọc ở phường Quang Trung, thành phố Kon Tum vừa gửi tin nhắn về cho chương trình, có hỏi bác sĩ Hậu như là thưa bác sĩ, qua tham khảo tài liệu thì tôi thấy có nói bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm nhất là lúc hạ sốt. Con tôi đã bị sốt 3 ngày, có ho và sổ mũi, đã uống thuốc theo toa của bác sĩ được 2 ngày. Và đến hôm nay thì bé đã hết sốt và chơi bình thường. Nhưng tôi vẫn còn rất lo, làm sao để biết rằng bé bớt bệnh hay đang vào giai đoạn nặng của sốt xuất huyết. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi. Cảm ơn anh Tuấn Ngọc. Thì con của anh nó bước vào cái ngày thứ 3 của bệnh. Mặc dù em bé đã hết sốt nhưng mà đây chính là cái giai đoạn nguy hiểm của bệnh. Mặc dù bé hết sốt nhưng mà anh cũng cần phải theo dõi những cái dấu hiệu cảnh báo của em bé, như là trẻ mệt này, nôn ói nhiều này, đau bụng, chảy máu hay là đi tiểu ít. Có thể thậm chí là em bé nó bỏ ăn, nằm một chỗ không chơi, thì đó là những dấu hiệu nặng. Và anh cũng cần phải đưa em bé đi tái khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Thanh Quỳnh ở huyện Đắc Hà. Và chị Quỳnh có hỏi bác sĩ là tôi tham khảo trên mạng xã hội thì có thấy nói rằng là bệnh sốt xuất huyết chỉ kéo dài 7 ngày và qua khỏi 7 ngày này là coi như hết bệnh. Như vậy có đúng hay không thưa bác sĩ? Bệnh sốt xuất huyết thì thường là kéo dài tới 10 ngày, nhưng mà qua ngày thứ 7 của bệnh, đó là bước vào cái giai đoạn hồi phục, thì tổng trạng của em bé sẽ khá hơn, em bé có cảm giác thèm ăn trở lại. Cho nên là ở cái giai đoạn này thì bố mẹ có thể yên tâm hơn về em bé. Một khán giả có số điện thoại là 0896400579 gọi về cho chương trình nhờ chuyển đến bác sĩ Hậu câu hỏi như sau ạ. Thưa bác sĩ, có phải khi bị sốt xuất huyết ở giai đoạn cuối thì da sẽ bị đổi màu vĩnh viễn hay không? Và ba giai đoạn của bệnh thường cách nhau bao lâu? Xin bác sĩ trả lời giúp tôi. Sốt xuất huyết khi mà ở cái giai đoạn hồi phục thì em bé nó có thể nổi những cái ban phục hồi ở ngoài da và gây ngứa. Nhưng mà những ban này thì sẽ hết và biến mất hoàn toàn.
Do đó thì cái da của em bé sẽ không bị đổi màu vĩnh viễn. Sốt xuất huyết thì nó sẽ có 3 giai đoạn, đó là giai đoạn sốt ở 3 ngày đầu, giai đoạn nguy hiểm từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh và giai đoạn hồi phục là từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10 của bệnh. Như bác sĩ Hậu vừa chia sẻ thì giai đoạn cuối của sốt xuất huyết có thể nổi ban và gây ngứa, và vấn đề này cũng trùng với câu hỏi của chị Phan Thị Huỳnh Như ở huyện Sa Thầy ạ. Cách đây 3 ngày thì chị Huỳnh Như cũng có gửi email về cho chương trình và nhờ chuyển đến bác sĩ Hậu câu hỏi như sau ạ. Con tôi phát hiện bị sốt xuất huyết cách đây khoảng 10 ngày. Mấy ngày gần đây thì cháu bị ngứa, nhất là ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Triệu chứng này có sao không bác sĩ, và có cách nào để làm hết ngứa cho cháu hay không? Cái triệu chứng mà ngứa ở lòng bàn tay và bàn chân ở trẻ thì nó rất là hay gặp và cũng rất là do có nhiều nguyên nhân gây ra. Như mẹ vừa chia sẻ thì cách đây 10 ngày em bé của mình bị sốt xuất huyết. Triệu chứng ngứa này có thể là cái triệu chứng hồi phục những cái ban mà xuất huyết ở da của em bé. Và đây là cái giai đoạn mà hấp thu dịch ngoại bào và máu của em bé. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn không thể loại trừ được các nguyên nhân gây ngứa khác. Nếu như em bé vẫn còn ngứa nhiều hay là những cái nổi các hồng ban bất thường thì mẹ vẫn nên đưa em bé đi khám để bác sĩ kiểm tra lại. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Và tiếp sau đây là câu hỏi của phụ huynh có nick Facebook là Tịnh Tâm gửi tin nhắn hỏi như sau ạ. Khi trẻ bị sốt xuất huyết có dấu hiệu nhức mỏi toàn thân thì có nên cạo gió và xoa bóp cho trẻ đỡ nhức mỏi hay không thưa bác sĩ? Thu Hằng nghĩ đây là một vấn đề rất là lưu tâm, vì thông thường thì cơ thể nhức mỏi thì ông bà ta thường hay cạo gió và xoa bóp cho đỡ nhức mỏi. Và trong trường hợp nhức mỏi do sốt xuất huyết gây ra thì có nên cạo gió hay không thưa bác sĩ? Khi mà bị sốt xuất huyết thì chúng ta không nên cạo gió cho trẻ, bởi vì bị sốt xuất huyết đó là một cái cơ địa dễ chảy máu. Nếu như chúng ta cạo gió thì sẽ tạo những cái nốt bầm lớn ở trên da, làm tăng cái nguy cơ chảy máu dưới da nhiều hơn và làm cho em bé dễ bị rối loạn đông máu nặng hơn. Cảm ơn những thông tin bác sĩ vừa chia sẻ. Trong quá trình điều trị các loại bệnh thì vấn đề dinh dưỡng là đóng vai trò quan trọng và hỗ trợ rất nhiều trong quá trình phục hồi sức khỏe của bệnh nhân. Và trong trường hợp mắc sốt xuất huyết cũng vậy phải không thưa bác sĩ? Vậy thì khi trẻ bị sốt xuất huyết thì nên cho trẻ ăn uống như thế nào là hợp lý ạ? Dạ, khi trẻ bị sốt xuất huyết thì em bé sẽ có cảm giác đó là chán ăn và mất vị giác. Cho nên chúng ta sẽ cho trẻ ăn những cái thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu. Cũng không nên ép trẻ ăn vì trẻ sẽ sợ và gây ói. Cũng không nên cho trẻ ăn những cái thực phẩm màu đen hoặc là màu đỏ, bởi vì khi mà trẻ nôn á, chúng ta cũng sẽ không biết được đó là cái dịch nôn đó là của màu thực phẩm hay là màu của máu. Điều đó thì làm cho bác sĩ rất là khó mà chẩn đoán và theo dõi bệnh của trẻ. Chúng ta cũng không nên cho trẻ ăn những thức ăn mà cứng, khó tiêu, bởi vì những thức ăn đó sẽ gây cho trẻ dễ nôn. Và đồng thời thì nôn cũng là một cái triệu chứng cảnh báo của sốt xuất huyết. Mình nên chia nhỏ cái bữa ăn cho em bé và không nên ăn quá no vì cảm giác dễ nôn ói này, đầy bụng và khó tiêu. Cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, anh Hoàng Trung Trinh ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum có hỏi như sau ạ. Tôi thấy trên mạng xã hội lan truyền thông tin là hiện nay đã có thuốc tiêm phòng sốt xuất huyết. Vậy ở Kon Tum mình đã triển khai tiêm phòng sốt xuất huyết hay chưa thưa bác sĩ? Thu Hằng được biết là hiện nay ở Việt Nam thì chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết phải không thưa bác sĩ? Dạ, thưa anh Trung Trinh và thưa chị Thu Hằng thì cái vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết hiện nay thì chưa có. Thực tế là cũng đã từng có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết nhưng mà cái tính hiệu quả và an toàn nó chưa được giống như mong đợi, cho nên là đã đưa về phòng thí nghiệm và nghiên cứu tiếp ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Câu hỏi tiếp theo xin được hỏi bác sĩ là sốt xuất huyết ở người lớn khác với trẻ em như thế nào ạ? Về sốt xuất huyết ở người lớn á, thì người lớn có nguy cơ là dễ chảy máu hơn, có nguy cơ xuất huyết nhiều hơn cho nên là dễ chảy máu ồ ạt. Còn ở trẻ em á, thì cái vấn đề mà cô đọc máu thì thường là gặp hơn. Cái này thì có thể là do cơ địa, cái yếu tố miễn dịch, sự phân bố mỡ và nước. Ở người lớn thì chúng ta thường là chủ quan cho nên là phát hiện bệnh nó sẽ trễ hơn. Còn ở trẻ em á, thì cái vấn đề mà biểu đạt khả năng bị bệnh này, rồi cái khả năng mà về hợp tác về uống nước và ăn uống của trẻ em thì sẽ thường khó khăn hơn. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, bệnh sốt xuất huyết thì truyền sang người qua mũi đốt. Vậy thì loài mũi nào là vector chính truyền bệnh sốt xuất huyết dengue ạ? Dạ,
Sốt xuất huyết thì sẽ không truyền trực tiếp từ người sang người mà cần phải có một trung gian truyền bệnh, đó là mũi. Và con mũi mà vector chính mà gây bệnh sốt xuất huyết đó là con mũi Aedes aegypti, hay chúng ta còn gọi là con mũi vằn á. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Xin được hỏi bác sĩ một câu hỏi nữa là khi mà mẹ bị sốt xuất huyết thì có được cho trẻ bú không ạ? Dạ, mẹ mà đang trong quá trình cho con bú nhưng mà không may bị sốt xuất huyết thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục cho trẻ bú, nhưng mà đồng thời thì chúng ta cần nên theo dõi sát em bé. Nếu như mà em bé có một số cái triệu chứng như là sốt, bỏ bú, quấy khóc thì chúng ta cần phải nên đưa đến cơ sở y tế kiểm tra ngay ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hậu ạ. Thưa quý vị và các bạn, như bác sĩ Hậu đã chia sẻ thì hiện tại nước ta chưa đưa vào sử dụng bất cứ loại vaccine nào để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. Vậy trong điều kiện chưa có vaccine thì mọi người nên chủ động phòng bệnh bằng cách là tiêu diệt tác nhân làm lây truyền bệnh, bằng cách là dọn nhà cửa và sân vườn thật là sạch sẽ để không phát sinh lăng quăng, xua đuổi mầm bệnh và phòng tránh bị muỗi đốt. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bác sĩ của bạn cũng đã hết. Hy vọng rằng qua phần tư vấn của bác sĩ Hậu trong chương trình Bác sĩ của bạn ngày hôm nay thì sẽ giúp cho quý vị khán giả có thêm những kiến thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho trẻ, cũng như là biết cách chăm sóc trẻ khi mà trẻ bị mắc sốt xuất huyết hiệu quả hơn. Một lần nữa, xin được cảm ơn bác sĩ Hậu đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và có những câu hỏi thật là thú vị gửi về cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.